là chúng ta phải làm gì để Jack biết là chúng ta yêu quý Jack đây? I love you Jack. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Xã Sẽ Vượt. Anh em ơi, vừa rồi đã có một bài rất là hay của ca sĩ Jack. Đây, bây giờ tôi sẽ đi để phỏng vấn các em nhỏ và các gọi là các fan nhí, các fan già, các fan trung tuổi xem là mọi người có biết ca sĩ Jack là ai không nhá. Rồi, ok, chúng ta đi thôi. Let's go, let's go. Đây đang có rất là nhiều. Vậy, xin chào anh. Bọn em đang phỏng vấn một số gọi là chương trình vui vẻ một tí. Em phỏng vấn anh có được không ạ? Cô này, thì em anh có thể cho em phỏng vấn anh được trước không ạ? Anh em ạ, anh em thông cảm nhá. Đúng là đen thật, hôm nay sẽ phỏng vấn đúng anh Cầm. Đấy là anh nghe gọi là Corolla, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm anh em. Anh cho tôi hỏi cho tâm. Anh chỉ cần trả lời anh vẫn nghe được đúng không? Vẫn nghe được anh em ạ. Anh chỉ cần cho tôi hỏi là anh có biết ca sĩ Jack là ai không? Một là anh ok, hai là anh không biết, anh nhấn xuống. Rồi, anh cho tôi hỏi nhá. Anh không hiểu tiếng nói. Tôi hỏi lại này. Anh có thể cho tôi biết là anh có biết ca sĩ Jack là ai không? Thì anh ấy nói là ca sĩ Jack là Jack quần anh em ạ. Jack quần. Anh em ạ. Anh cho tôi hỏi là anh có biết Casey không? Casey. Brotoson. Đấy, có nhạc. Thánh đệ đàn. Hỏi cô này đúng không? Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Anh tuy rất câm nhưng mà anh rất mau mồm nhé. Rồi, cảm ơn anh. Đây, vâng. Con cho chú hỏi là con có phải là fan của Jack không? Fan là Jack à? Thế con biết là vừa rồi là ca sĩ Jack ra một bài hát gì không con? Rất là một thằng con trai. Là một thằng con trai đấy. Anh em nhé, một fan nhí rất là giỏi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Cháu 10 tuổi. Cháu đang học trường nào nhỉ? Em cháu được rồi. Rồi, ok, cảm ơn cháu. Hiện tại cháu là một fan nhí mới 10 tuổi thôi mà cũng đã biết đến ca sĩ Jack. Và ca sĩ Jack vừa lấy lên top thịnh hành là bài hát Là một thằng con trai. Đấy anh em nhé, cô bé tuy có 10 tuổi thôi mà rất là giỏi. Rồi, ok, để tiếp tục tôi lại đi tìm hiểu tiếp những người khác nữa. Đây, let's go đi đây. Đây, đây là một một bà, gọi là một bà cô. Bà cô năm nay biết là bao nhiêu tuổi rồi. Đây, bà cho con hỏi. Bà có biết ca sĩ Jack là ai không? Bà biết là ca sĩ Jack ở đâu? Ôi, ca sĩ Jack này bà không biết. Ca sĩ Jack vừa ra một bài hát rất là hay. Bà vừa ở nông thôn ra, ở quê ra, bà chả biết ca sĩ Jack. Thế bình thường thì bà nghe nhạc thì bà nghe nhạc gì ạ? Bà chả nghe nhạc gì đâu. Ôi giời, đấy, bà không nghe nhạc gì. Bà không nghe gì. Ngoài những cái nhạc dân ca trù hay là quan họ Bắc Linh như gì bạn? Anh bà không nghe, bà chỉ nghe ngày thời sự Covid-19 thì giờ đang dịch đây. Covid-19 anh em lại nói đến Covid-19 mà hôm nay xã sẽ cũng quên không đeo khẩu trang. Đấy, không đeo khẩu trang thì làm sao mà nói chuyện được với bà đúng không? Thì rồi cháu cảm ơn bà. Xin chào ba em. Ba em nhỏ cho anh hỏi là ba em có phải là fan của Jack không? Có. Thế đây là ba em nhỏ là fan của Jack cho anh em ạ. Thế thì cho anh hỏi là các em có biết Jack mới ra MV gì không? Bài là một thằng con trai ạ. Là một thằng con trai, bài hát rất là hay. Em cho anh hỏi em có biết ca sĩ Jack không? Mà ca sĩ Jack thì thường có những bài hát nào nổi tiếng em biết không? Nói đi. Đúng rồi. Đấy, Bạc Phận và Sóng Gió và rất là nhiều bài. Thế còn em nhỏ. Em nhỏ thì thường xem ca khúc ở điện thoại hay là ở trên TV nhỉ? Xem trên máy tính. Máy tính. Em là thường xem máy tính đúng không? Em thích nhất bài hát gì của Jack nhỉ? Thì bà Em Gì Ơi. Lấy em gì ơi đúng không? Vâng. Và đấy thì đúng phải nói là anh cũng kết. Rồi, cảm ơn ba em nhá. Let's go. Xin chào ba cháu nhỏ. Ba cháu cho bác hỏi là ba cháu nhỏ có phải là fan của Jack không nhỉ? Có. Fan của Jack à? Các cháu nhỏ có biết là Jack vừa ra bài hát gì không? Đấy là bài hát gì nhỉ các con nhỉ? Cái gì? Nói to lên. Cái gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Là một thằng con trai, đúng, chính xác là một thằng con trai các bạn. Đấy. Các em nhỏ bé xíu này cũng là fan của Jack nha anh em nhé. Mà cũng biết là Jack cũng mới ra một bài hát gì.
đó là bài hát Là Một Thằng Con Trai. Ok, cảm ơn các cháu nhá. Đây, chào ông. Ông cho cháu hỏi một chút về những cái chia sẻ rất là đời thường thôi. Ông có hay nghe nhạc không ông? Có. Ông hay nghe nhạc. Ông hay nghe nhạc trẻ hay nhạc vàng? Nhạc trẻ. Nhạc trẻ anh em ạ. Thế thì chắc chắn là sẽ biết Jack là ai anh em ạ. Ông cho cháu hỏi là ông có biết ca sĩ Jack không ạ? Không, tôi chả biết. Ông không biết Jack nhà anh? Không. Xin chào em. Xin chào anh. Em cho anh phỏng vấn một chút xíu về âm nhạc một chút. Vâng. Em cho anh hỏi là em có phải là fan của Jack không nhỉ? Em có. Em có biết Jack là ai không và Jack đã ra những bài hát gì không nhỉ? Em biết Jack là một người nổi tiếng. Một người nổi tiếng. Với lại là một người tài giỏi, tài năng. Tài năng, rất là tài năng đúng không? Vâng. Em đã nghe cái bài hát mới của Jack chưa? Em nghe rồi. Để em có biết là bài hát gì Jack mới ra? Em mới biết là Jack mới ra bài hát Là Một Thằng Con Trai. Là Một Thằng Con Trai. Rất cảm ơn em đã biết về ca sĩ Jack và em đã biết về một bài hát MV rất là mới Jack vừa ra xong. Bình thường thì Jack chưa ra bài hát mới thì em thường nghe những bài hát gì của Jack nhỉ? Em nghe những bài như là Em Gì Ơi, Sóng Gió, Hồng Nhan Và Bộc Phận. Thế là cũng biết rất nhiều bài về Jack và em là fan của Jack mà, cho nên em phải biết được những bài gì của Jack và Jack mới ra bài gì đúng không? Rồi anh cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em, chúc em một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào hai anh. Chào em. Em ở bên kênh xã Sẽ Vớt. Em có một cái chương trình phỏng vấn rất là nhanh thôi. Xin hỏi hai anh có phải là fan của Jack không? Hay là fan của KC? Mình thì cũng không phải là fan của Jack mà cũng không phải fan của KC. Thế là hai anh có hay nghe nhạc trẻ không? Trẻ thì mình thỉnh thoảng nghe nhạc trẻ. Chắc là các anh hay nghe Đi La Hau nhỉ? Đấy cái kiểu bu không, mình thì là không phải có fan nhạc nào cả, nhưng mà hầu như nhạc nào mới nhạc em một chút. Ý anh ấy nói là anh thích nhạc bay các bạn. Cái nhạc bay đúng không ạ? Bay thì sướng thì ai cũng biết được. Bay thì ai sướng, nhưng mà đây tôi sợ nhất độ cao không có bay. Bọn mình là thường thường là bay là bọn mình thích nhảy trên cầu và bay xuống đây. Nghe mày lột trần lột chuồn là cứ phi từ trên xuống. Ở những cái bờ sông, những cái kênh rạch đúng không ạ? Vâng. Nếu một chút thôi, lại quay trở lại với vấn đề của Jack. Vâng. Thì bình thường anh có hay nghe nhạc của Jack không? Nhạc của Jack, ca sĩ Jack á. Anh đã từng nghe bài gì rồi? Nghe mấy bài lồi lồi của Jack trước đấy. Ví dụ như bài Sóng Gió đúng không? Hồng Nhan Và Bộc Phận, Sóng Gió. Đấy đấy. Thế là anh cũng biết về Jack rồi các bạn. Em anh cho em hỏi là Jack mới ra một bài mới thì anh đã nghe và anh đã theo dõi bài hát của Jack chưa? Nhưng mình cũng nghe một hai lần gì đấy, nhưng mà cũng chỉ là nghe qua thôi, nhưng mà không nghe thường xuyên. Nhưng mà thấy cái bài Jack mới ra thì có hay không? Mình cảm nhận thì được, rất là hay đúng không ạ? Hiện tại bây giờ Jack đang là fan cứng của giới trẻ. Thế còn này, các anh thì cũng là thanh niên rồi, cũng là rất là lớn tuổi rồi. Nên cũng 30 rồi anh em ạ, đúng không ạ? Hôm nay mình có 32 rồi. Đấy, thế thì những cái dòng nhạc của Jack thì cũng thị hiếu của các anh đây cũng ít hơn, với cả những cái thị hiếu của giới trẻ đúng không ạ? Đấy, cứ 2K 2K mấy đi là cứ hỏi đến Jack ai cũng biết. Thằng bé 10 tuổi cũng biết rồi anh ạ. Đấy, cho nên là các anh có thể là sau bài phỏng vấn này các anh sẽ tìm một Jack để nghe cái bài hát mới nhất của anh mới ra. Rồi em cảm ơn hai anh nhé. Cảm ơn anh. Video của Sạn Sệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ subscribe, đăng ký kênh và tiếc gì một like cho Sạn Sệ để ngày càng phát triển anh em nhé. Rồi, bye bye anh em.